xanh ngắt, núi đồi hùng vĩ đền Đông Quân. Đức đại tối linh sông Thao, thác đổ chúng hình an. Gành ngai tranh vênh núi đá suối đồi bao la, tiên cô bé vào ra hầu cận việc trong ngoài, cần mẫn sớm trưa mậu bàn coi sóc các tòa. Gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí lãnh đạo, quý khách thập phương, bà con cô bác xa gần, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà con nhân dân thôn Dịch Quốc một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các cụ, các ông, các bà, kính thưa quý khách thập phương cùng toàn thể bà con nhân dân thôn Dịch Quốc, ngày hôm nay ngày đẹp tháng lành, nhân dân thôn Dịch Quốc đã chọn được giờ tốt ngày tốt để lễ cắt băng khánh thành chùa Phúc Lộc được tốt đẹp. Thì với chương trình giao lưu ca nhạc chào mừng lễ cắt băng khánh thành ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ đến với một bài hát mang đậm tâm linh của quê hương dân tộc Việt Nam. Bài hát được mang tên Lạy Phật Quan Âm. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nam ca sĩ Sơn Bắc của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay.
thầy Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm yêu giữa cuộc đời, cho con được sống đời xin người, cho con được sống đời an vui. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con xa người. Tiếng hát của nam ca sĩ Xuân Bắc. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý khách thập phương, ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ đến với một bài hát để nhớ công ơn của Bác Hồ. Thế kỷ 20 đã làm nên lịch sử, đã giải phóng dân tộc Việt Nam để đưa dân tộc Việt Nam của chúng ta ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay, với bài hát Ấm Tình Quê Bác qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hậu. Và xin quý vị dành cho nữ ca sĩ Thu Hậu một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Thank you.
Xin cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hậu. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đại biểu khách quý. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, để liên tục chương trình ca nhạc chào mừng lễ khánh thành chùa Phúc Lộc ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ gặp lại nam ca sĩ Xuân Bắc với bài hát Đạo Tràng Tịnh Độ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức trong buổi sáng ngày hôm nay. Một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh. Niệm A Di Đà, dù đi đứng đăm đuôi đều niệm tâm bận loạn. Hương niệm A Di Đà, ngày ngày đều an vui trong niệm A Di Đà. Một đạo tràng trang nghiêm dạy mọi người tâm. Xin mời quý vị một lần nữa lại gặp lại nữ ca sĩ Thu Hậu với một bài hát rất là quen thuộc. Chúng ta đã được thưởng thức qua rất là nhiều năm tháng. Ca khúc được mang tên bài ca Thống Nhất. Và xin quý vị một lần nữa sẽ dành cho Thu Hậu một tràng pháo tay thật lớn ạ. Quán sâu hoa, trời tối.
Vị đại biểu khách quý, ngày hôm nay thì tôi cũng là một người con quê hương của Tôn Dinh Quốc. Mặc dù là đến với cả chương trình lễ cắt băng Khánh Thành ngày hôm nay thì hôm nay tôi không phải là ca sĩ mà hát thì cũng chưa chắc đã hay. Nhưng mà vì cái tình cảm yêu mến của quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý khách thập phương, sau đây thì tôi sẽ gửi tới quý vị cùng với ca sĩ Thu Hậu một bài hát của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính, ca khúc được mang tên Trên Công Trường Dồn Tiếng Ca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và xin cảm ơn. Rất nhiều và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý khách thập phương, chương trình ca nhạc chào mừng lễ cắt băng Khánh Thành của chùa Phúc Lộc thôn Dinh Quốc đến đây xin phép được khép lại. Một lần nữa thì thay mặt cho những người làm chương trình xin gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo, các cụ các bà, quý khách thập phương cùng toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe, chúc cho chương trình của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý tín đồ Phật tử và nhân dân đoàn dự lễ,
thời giờ này đã chuẩn bị tới chương trình chính thức của đại lễ khánh thành chùa Phúc Lộc Tôn Nhân Quốc. Xin cung thỉnh quý thầy chư tôn hiền đức quang lâm trước đại lễ để chúng ta chuẩn bị và bắt đầu. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý tín đồ Phật tử và nhân dân vân tập đa tràng ổn định chỗ ngồi theo sự phân công của ban tổ chức để buổi lễ chính thức được cử hành và thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý tín đồ Phật tử cùng nhân dân, thay lời ban tổ chức xin trân trọng gửi tới quý thầy, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý tín đồ Phật tử lời cầu chúc luôn an lành dưới ánh hào quang của Đức Thích Ca Từ Phụ. A Di Đà Phật. Để chính thức bước vào chương trình đại lễ khánh thành chùa Phúc Lộc Tôn Nhân Quốc, cầu nguyện cho mọi duyên được thập phần viên mãn, xin cung thầy quý thầy trân trọng quý Phật tử cùng đại biểu khách quý khởi thân chắp tay trang nghiêm chào quốc kỳ đạo kỳ và niệm Phật ba lần cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung thỉnh chư tôn thiền đức trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng quý tín đồ Phật tử đồng an toàn. Chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể nhân dân và Phật tử, sau đây ban tổ chức xin trân trọng thông qua nội dung chương trình buổi lễ như sau. Một, chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu về dự lễ. Hai, đọc diễn văn khai mạc. Ba, tặng hoa. Bốn, trưởng ban kiến thiết đọc báo cáo tổng kết công tác xây dựng chùa. Năm, đại diện người cao tuổi đọc lịch sử đình và chùa làng Dinh Quốc. 6. Sư thầy chủ trì chùa Nôm ban đạo từ. 8. Đại diện quý Phật tử phát biểu. 9. Trưởng ban quản lý di tích đáp từ. 10. Các băng khánh thành phụ trai hoàn mãn và dự tiệc chung vui với cán bộ và nhân dân Dinh Quốc. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể đạo tràng, trong suốt thời gian hơn 2.000 năm, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Văn hóa Phật giáo, đạo đức nhà Phật hòa quyện với dân tộc, không thể tách rời, không thể chia xa. Giáo lý của Phật với tư tưởng từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha từ bao đời nay đã thấm sâu vào tiềm thức người dân Việt Nam. Dưới mái chùa quê, dù đơn sơ như bài học cất lên từ lời kinh Phật hay những câu chuyện về sự linh ứng do nhân quả được truyền miệng trong nhân gian, những kỷ niệm tuổi thơ gắn với ngôi chùa làng là những hồi ức không quên trong mỗi chúng ta. Thi sĩ Nguyễn Huỳnh, nhà thơ của đồng quê, đã có những vần thơ về chùa như sau. Quê tôi có nắng muốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Mưa khuya, gió sớm, trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mà thật vậy, chỉ đơn giản và kiêm nhường như thế đố ai quên được. Trong quần thể kiến trúc Phật giáo Bắc Tông, nói chung thường có công trình chính điện gọi là ngôi Đại Hùng Bảo Điện để thờ Đức Phật và chư vị Thánh Hiền, còn ngôi Tổ Đường và nhà Tổ để thờ Bậc Tổ Khai Sơn và chư vị Thánh Tăng. Lịch đại Tổ sư đời đời truyền năng tục diệt, nhưng Dinh Quốc là một thôn nhỏ chỉ có ngôi Tam Bảo. Đây là công trình kiến trúc vô cùng ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của bản tự. Qua năm tháng phong sương, công trình xuống cấp nặng nề tới mức nguy hiểm. Nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị di sản của cha ông để lại, đồng thời thể hiện một truyền thống vô cùng tốt đẹp của dân tộc,
là uống nước như nguồn, được sự khuyến tống của giáo hội cấp trên, sự giúp đỡ của các cấp hữu quan, cùng lòng hảo tâm công đức tài lực vật lực của Phật tử đạo tràng và bà con nhân dân gần xa. Trải qua 2 năm kiến thiết xây dựng, ngôi chùa đã thành tiểu trang nghiêm tốt hảo. Hôm nay ngày 30/9/2018, nhằm ngày Phật lịch, nhằm ngày 21/8 năm Phật lịch 2562, biểu tượng của chùa trang nghiêm, ảnh vật lung linh cảnh sắc, đài sen hương ngát, vần mây hiển hiện đường quang. Ban tổ chức long trọng tổ chức lễ khánh thành chùa Phúc Lộc tại thôn Di Quốc, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nhận được lời mời trân trọng thỉnh cầu của ban tổ chức, thời giờ này quý vị đại biểu khách quý, quý Phật tử gần xa đã quang lâm phân tập đông đủ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu về phía chư tôn giáo phẩm có sư thầy Thích Nghiêm Liên chủ trì chùa Liên Hoa, thôn Bảo Lương. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự có thầy Thích Nhuận Lý chủ trì chùa Thú Nhuận, thôn Phú Nhuận. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Riêng thượng tọa Thích Đồng Ngoại, ủy viên trung ương Phật giáo Việt Nam, xin phép vào sau. Về phía quan khách, chúng tôi trân trọng giới thiệu đồng chí Khúc Chí Hợi, chủ tịch hội đồng nhân dân, bí thư đảng bộ xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Hiếu, phó bí thư thường trực, trưởng ban tổ chức đảng ủy xã Lương Tài. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lương Tài. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Dân, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã Lương Tài. Rất vinh dự, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thủy, ủy viên ban chấp hành, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm. Chúng ta trân trọng hoan nghênh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về dự còn có các đồng chí lãnh đạo đoàn thể, cán bộ văn hóa, cán bộ tôn giáo của xã Lương Tài. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự còn có lãnh đạo chư hội các thôn và một số sinh nghiệp doanh nghiệp. Về dự đại lễ, ban tổ chức hoan hỷ cung đón hiện diện của quý Phật tử thiện tín gần xa, bất chút thời gian về hoan hỷ về dự lễ. Chúng ta xin một tràng pháo tay để chào đón tất cả quý vị đại biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Khải, phó bí thư chi bộ, lên đọc diễn văn khai mạc. Trân trọng kính mời ông. Kính bạch chư tòa thiên đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa quý tín đồ Phật tử và toàn thể nhân dân, trong tiết thu giang cả nước tưng mừng kỷ niệm 73 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2/9, toàn dân nô lức đưa trẻ đến trường khai giảng năm học mới 2018 và 2019. Hôm nay, ngày 30/9/2018, thôn Ninh Quốc long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi Phúc Lộc tự. Trong không khí trang nghiêm, thấm tình đạo vị, ban tổ chức thành kính tang lễ chư tôn đức và quý vị đã quan tâm chứng minh lễ khánh thành chùa. Trong giờ phút trọng thể này, xin hân hoan chào đón các vị khách quý, các quý Phật tử đến dự lễ, kính chúc chư tôn đức và liệt quý vị an đạt, an tâm, pháp lý sung túc. Kính bạch chư tôn đức và liệt quý vị, trong suốt 2000 năm đồng hành cùng đất nước và dân tộc, hàng vạn ngôi chùa đã tô điểm cho quê hương, làm đẹp cho thị thành Việt Nam. Hòa với không gian cây đa diễn nước Mai Đình, là ngôi chùa đã trở thành một phần quan trọng của nền văn hóa Việt Nam. Tiếng chuông chùa ngân vang sớm mai chiều tối đã gắn liền với đời sống thường nhật của người dân. Tiếng trống lô lức vang trong mỗi thời kinh như âm vang phúc lộc, giúp khách thánh trần lìa cõi mộng, sống tránh thánh niệm tiềm thức trong từng giây phút. Không gian chùa từ rất xa xưa trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, giáo dục đạo đức và tinh thần của người Việt Nam ta. Lần văn minh triết đạo đức Phật giáo đã trở thành lối sống của người dân xưa và nay, đi chùa lễ Phật
vãn cảnh đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam ta. Xây dựng thêm một ngôi chùa là góp phần giảm đi bất hạnh, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, mang lại hạnh phúc, niềm an vui cho mỗi gia đình và mỗi con người Việt Nam. Xây dựng ngôi chùa là ước nguyện và mong muốn cháy bỏng của nhân dân Tôn Quốc bấy lâu nay. Kính bạch chư tôn, thiền đức và liệt vị, quý vị, đình chùa Dinh Quốc có chính xác từ bao giờ không có thần phả ghi lại rõ ràng. Chỉ biết rằng các cụ cao niên, nhất là khi sinh ra thì đình chùa đã có từ rất lâu rồi. Sau nhiều năm do chiến tranh loạn lạc, sự thiên biến thăng trầm của thời cuộc và thời tiết lắng mưa, các công trình văn hóa tâm linh của thôn đều xuống cấp trầm trọng. Để phát huy truyền thống quê hương, gìn giữ bản sắc dân tộc, phục vụ đời sống nhân dân, năm 2009, nhân dân Dinh Quốc xây dựng được ngôi đình to đẹp, diện tích là 212m², có tàu hiên, lá mái xung quanh, trên khuôn viên rộng hơn 1000m². Trong đình lắp đặt đồ thờ tự đầy đủ, bên ngoài có sân, cổng, tường rào, nhà bia đường bộ, xứng đáng là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng thiết thực của nhân dân ta. Đến năm 2016, cán bộ và nhân dân Tôn Dinh Quốc lại hạ quyết tâm đóng góp kinh phí và kêu gọi con quê hương hào tâm công đức đóng góp sức người sức của để xây dựng lại ngôi chùa tại mảnh đất 360m² giữa làng, cao giáo sạch sẽ theo đạo luật phong thủy, tiền thần trung Phật hậu đền, nghĩa là phía trước có đền thờ thần hoàng, ở giữa làng có chùa thờ Phật, phía sau có đền thờ mẫu thánh. Việc đóng góp được nhân dân sôi nổi tham gia, nhiều cá nhân đã phát tâm công đức đóng góp đồng nhường những đồng tiền quý báu của gia đình, của cha và mẹ, của con cháu để xây dựng ngôi chùa. Trong đó phải kể đến gia đình ông Nguyễn Quốc Đạt tự nguyện công đức 100 triệu đồng ngay từ khi mới phát động. Bên cạnh đó, của cửa đại diện của ông Song Hào tích cực động viên tín đồ Phật tử xa gần công đức. Hệ thống hoành phi câu đối cửa vắng là 170 triệu đồng, 10 pho tượng Phật là 180 triệu đồng, cùng với tiền mặt xấp xỉ 100 triệu đồng và các đồ thờ tự khác của chùa là 20 triệu đồng. Ngoài thôn, xã, nổi bật là gia đình ông Hoàng Bá Tường và bà Nguyễn Thị Anh ở Đông Khê, Song Hồ, thị trấn Bắc Linh đã công đức là 38 triệu đồng. Quý Phật tử Nguyễn Ngọc Dân ở Đạo Tú, Song Hồ, thị trấn Bần Yên Nhân là 30 triệu đồng. Gia đình anh Nguyễn Văn Thế, chị Nguyễn Thị Mến ở xóm mới Tân Quốc, Dư Quỳnh công đức 25 triệu đồng. Ông Phạm Quốc Chính, đại tá công an ở Tràng Đài, thành phố Biên Hòa công đức 20 triệu đồng. Ông Vương Văn Đức, bí thư huyện ủy Mỹ Hào công đức 14,5 triệu đồng và nhiều gia đình công đức trên dưới chục triệu đồng khác. Thật là những tấm lòng vàng, thành tâm hướng Phật đáng quý. Được sự nhất trí của ông Đặng Vuông và ông Đặng Như Khuê, đơn vị xây dựng đã không quản nắng mưa, tổ chức thi công liên tục, cung ứng vật tư đúng chủ loại trong hợp đồng, đảm bảo quy trình kỹ thuật, kiến trúc kết nối hài hòa, mỹ thuật đẹp, lại còn ứng vốn hoàn thành trước kế hoạch một năm. Hội đủ nhân duyên, thiên thời địa lợi nhân hòa nên Tôn Dinh Quốc hôm nay được làm lễ khánh thành ngôi phúc lộc tự, sớm đưa vào công trình phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ khánh thành chùa Phúc Lộc Tôn Dinh Quốc, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, các quý Phật tử thiện tín gần xa và nhân dân luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Và dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức vô cùng hân hạnh cùng đón quý thầy, quý vị đại biểu, khách quý Phật tử trong và ngoài thôn. Quý vị đã quang lâm hoan hỉ về dự lễ, lại có những lăng hoa tươi thắm cúng dường chư Phật và đồng viên buổi lễ. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lương Tài lên đàng hoa. Kính mời ông Nguyễn Văn Thường, trưởng thôn, ông Nguyễn Quang Khải thay mặt chi ủy lên điện hoa, xin kính trọng.
Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng chị Đỗ Thị Thảo thay mặt chi hội phụ nữ có lăng hoa chúc mừng. Xin mời ông Nguyễn Văn Trường, ông Nguyễn Quang Hải lên nhận hoa. Nguyễn Thị Oanh thay mặt chi hội nông dân thôn lên tặng hoa. Xin mời ông Nguyễn Văn Trường, ông Nguyễn Quang Hải nhận hoa. Chụp được ai chụp thôi chứ không chụp được hết đâu. Bác đứng sát vào hoa cơ. Bác đứng sát vào hoa cơ. Đúng nhất. Có chụp được công an ở tỉnh Hải Dương. Vâng, ông hoa. Trân trọng giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng An Hải Dương và tặng hoa. Rồi cho mời cụ với ông bắt tay xong là xong. Vâng, cảm ơn gia đình của ông chủ tịch. Rồi mời hai ông bắt tay cháu là xong. Vâng, xin cảm ơn đoàn thể. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu gia đình cụ Nguyễn Văn Điều chuẩn bị. Gia đình cụ Nguyễn Văn Điều. Rồi mời các đồng chí thanh niên đứng sát vào. Rồi. Tiếp theo chúng bị ủy viên ban chấp hành phó chủ tịch ủy ban nhân dân Việt Văn Lâm có lăng hoa chúc mừng, trân trọng kính mời ông lên tặng hoa. Chúng ta có đoàn đại biểu và sư thầy Thích Trung An chùa Lương Phúc tỉnh Bắc Ninh, chúng ta nhiệt liệt chào đón thầy. Tài tình vật của tín đồ Phật tử và nhân dân hoan hỉ về dự đại lễ, vì thời gian hạn hẹp không được giới thiệu ở đây, ban tổ chức và nhân dân Trung Quốc hoan hỉ đón nhận. Xin một tràng pháo tay kết thúc phần tặng hoa ý nghĩa tại đây. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thường, trưởng ban kiến thiết liên đọc báo cáo tổng kết xây dựng ngôi chùa Phúc Lộc Tự. Trân trọng kính mời ông. Kính bạch chủ tôn Hiền Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý. Kính thưa tín đồ Phật tử cùng toàn thể nhân dân. Thay mặt ban kiến thiết, tôi xin được báo cáo kết quả công tác xây dựng chùa trong 2 năm như sau. 1. Đặc điểm tình hình của thôn. Thôn Dân Quốc có 135 hộ, gồm 600 nhân khẩu với 10, gần 10, chi dòng họ, được chia làm 7 cụm dân cư, sống quần tụ, đoàn kết, lâu đời bên nhau. Hiện có 45 người, con đã sinh sống xa quê, hơn 20 người, đang lao động nói ở nước ngoài. Có nhiều người là sĩ quan, quân đội hoặc công chức đang làm công việc khác ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Có một chi bộ đảng, và lớp đoàn thể chính trị xã hội, một câu lạc bộ dân sinh, hội đình, hội chùa, hoạt động đồng bộ, kéo tay. Về kinh tế, thôn có 100 hộ xây dựng nhà màng 2 tầng, kiên cố đạt tỷ lệ 73%, đường làng ngõ xóm bê tông hóa 100%. Về văn hóa xã hội, thôn có đình, chùa xây đủ để phục vụ đời sống văn hóa của nhân dân. Trong thôn có hơn 40 tư bao y đất và lên tính cả đầu núi, wifi, chung các hộ thì đạt tỷ lệ 8 đến 10 người trên một máy, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa xã hội, nghệ thuật nâng cao kiến thức, khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống. 2. Về kế hoạch xây dựng, theo ý kiến của các hộ chi hội chi hồng ngày 4/9/2016 đề xuất xây chùa mới, lãnh đạo thôn mở hội nghị toàn dân họp ngày 11/9/2016 ra quyết định tập trung mọi nguồn lực để nâng cấp ngôi chùa theo hình thức hóa xã hội. Cụ thể các hội chung như sau: 1. Bầu chọn ban kiến thiết, hội đình 3 người, hội chùa 3 người, đoàn thể 6 người, lãnh đạo thôn 3 người, được chia làm hai ban. Ban kiến thiết do ông Nguyễn Tân Minh làm trưởng ban, ban kinh tế do ông Nguyễn Văn Thường làm trưởng ban, kế toán là Nguyễn Văn Quát, chủ quỹ là Nguyễn Văn Khá. 2. Chọn địa điểm quy mô xây dựng và kiểu dáng kiểu kiến trúc. Hội nghị đã được chọn vị trí nhà văn hóa cũ, kiểu dáng kiến trúc kiểu cổ, hình chữ đinh ở tiền đường là ba gian cổng hai dĩ, hậu cung là ba gian vuông góc với tiền đường, đầu hiên mái lá chặt xung quanh, đường đao bốn góc cấu kết chủ yếu là bê tông cốt thép, có tám cột liền tường
20x20cm, có 18 cột độc lập, đường kính 45cm, đường xanh bằng vữa xi măng gạch đặc, mái lợp ngói ngọc sáng bát tràng, cửa cổng vui bằng gỗ lim nam phi, lát nền gạch của Mỹ màu nâu, cột xà hoành sơn giả gỗ. 3. Về thời gian xây dựng, dự kiến xây dựng trong 3 năm 2017, 2018, 2019. Đối tượng huy động kinh phí đóng góp theo hộ, theo nhân khẩu, hội đình, hội chùa, toàn thể đóng góp, nhân dân và quan em công đức, Phật tử cửa địa Đông Hào công đức. Tiến độ xây dựng, huy động đến đâu xây đó. 3. Về tổ chức thực hiện, cụ Nguyễn Trọng Lưu 76 tuổi, phu phụ trong toàn, gái trai đầy đủ, đại diện đồng thổ đặt nắp, lập hợp đồng xây dựng ngày 6 tháng 10 năm 2016, khởi công ngày 19 tháng 10 2016, tức ngày 19 tháng 9 năm Bính Thân, đặt nắp ngày 19 tháng 12 2016, tức ngày 21 tháng 11 năm Bính Thân, nhận thu bàn giao công trình ngày 19 tháng 2 2018, tức ngày 24 tháng 12 năm Đinh Dậu, làm lễ nhập trạch ngày 11 tháng 2 2018, tức ngày 26 tháng 12 năm Đinh Dậu, rước tượng sáng ngày 29 tháng 9 năm 2018, tức ngày 20 tháng 8 năm Mậu Tuất, hô thần nhập tượng chiều ngày 29 tháng 9 2018, tức ngày 20 tháng 8 năm Mậu Tuất, làm lễ tuần thành ngày 30 tháng 9 2018, tức ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất. Diện tích xây dựng 201m², đơn giá trao tay 9.6.900.000 đồng trên mét vuông, kinh phí xây lắp 1.385.000.000. 4. Bố trí các ban thờ trong chùa ở chính diện, bậc cao nhất có 3 pho tam thế, bậc thấp hơn 1 pho thiên thủ thiên nhãn, bậc thấp hơn 2 pho văn thờ Bồ Tát và Đức Di Lặc ở hai bên hậu cung, ban bên trái thờ Phong Thanh Hiền, ban bên phải thờ pho Đức Chúa Ông ở hai bên tiền đường, bên trái thờ Mẫu Đại Nhất, ban bên phải thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, hệ thống hành thi câu đối cửa bóng trị giá 170.000.000. 5 bức hành thi đã đủ, 4 câu đối còn thứ 2, 5 cửa bóng còn thứ 3. Khi ngôi chùa hoàn thiện, tổng kinh phí là 1.800.000.000, vẫn còn thiếu bức tường và 15 niên công đức. Với lòng thành tâm hướng Phật của quý vị Phật tử và nhân dân Trung Quốc, sau hơn 2 năm thi công với bao khó khăn thiếu tốn về kinh phí, nhờ hồng ân của 10 phương chủ Phật, sự giúp đỡ của lãnh đạo các cấp và lòng tri ân chi thành, chi kính phát tâm công đức của nhân dân, tín đồ Phật tử thập phương xa gần nay công trình đã tập phiền viên mãn. Hôm nay ngày 30 tháng 9 2018, nhân dân Trung Quốc tổ chức lễ khánh thành, niềm hân hoan kỷ lớn nhất, cầu nguyện tam bảo gia lộc tới chư tôn đức thân tâm an lạc, phát thảo tinh an chúng sinh dị độ, đồng thời gia hộ quý vị Phật tử Bồ Đề Tâm tăng trưởng phúc lộc thọ đầy đủ, gia đình thịnh vượng. Nam mô A Di Đà Phật, tất đại đại chứng minh. Xin kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin chân cảm ơn. Trước, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, Dinh Quốc là một trong 808 thôn của tỉnh Hưng Yên, là một thôn nhỏ nằm ở đông bắc của bản đồ tỉnh giáp với Bắc Ninh và Hải Dương. Nhân dân đoàn kết, thường xuyên đi đầu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, để quý vị đại biểu khách quý hiểu và thêm yêu thôn Dinh Quốc, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Quát, đại diện người cao tuổi, lên đọc lịch sử của làng và đình chùa thôn Dinh Quốc. Trân trọng kính mời ông. Báo cáo sơ lược lịch sử làng và đình chùa thôn Dinh Quốc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa quý tín đồ và nhân dân trong thôn, được sự phân công của ban tổ chức đại diện cho hội người cao tuổi thôn, tôi xin báo cáo sơ lược lịch sử làng và đình chùa thôn Dinh Quốc, xóm Dinh Quốc, xã Lương Tài, nói chung là vùng đất cổ đã có từ lâu đời. Sách Đại Nam Nấc Nhất Thống Chí có viết: thời Hùng Vương xưa,
là bộ Vũ Linh, đời Tần thuộc Tượng Quận, đời Hán thuộc quận Giao Châu Chỉ. Giao Chỉ gồm hai huyện Ly Lâu và Long Biên. Đời Ngô là quận trị Giao Châu, đời Nam Tấn là Châu Vũ Linh. Đời đầu đời Đường là Châu Long, đầu đời Tiền Nê thuộc đất Bắc Giang, đầu đời Lý thuộc quận Gia Lâm, đến đầu đời Trần thuộc lộ Bắc Giang, sau đổi tên là lộ Kinh Bắc. Đến đời Hậu Lê thuộc trấn Kinh Bắc, năm 1831 dưới thời Minh Mạng vượt tổng Lương Tài, huyện Lạc Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 25 tháng 2, 1890, thực dân Pháp thành lập đội đạo Bãi Sậy gồm 4 huyện: Yên Mỹ, Mỹ Hào, Cẩm Hưng, Văn Lâm. 1945 cách mạng tháng 8 bỏ cấp kỳ bộ phủ tổng, thành lập tỉnh Nguyễn Trá thì Dinh Quốc thuộc xã Nghĩa Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Sau là xã Tân Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đến năm 1976 đổi là xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho đến hôm nay. Về địa lý, vị trí, diện tích và dân số, Dinh Quốc là một thôn nhỏ nằm về phía đông bắc trên bản đồ tỉnh Hưng Yên, nằm trên kinh tuyến 106 độ 08 đông, vĩ tuyến 20 độ 58 bắc. Phía bắc giáp thôn Đông Trại, phía đông giáp thôn Đức Tinh, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, phía nam giáp thôn Cà Phê, phía tây giáp thôn Bến. Diện tích canh tác là 93 mẫu bắc bộ. Truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Dinh Quốc. Ai về Dinh Quốc quê tôi, tấm lòng mến khách cho người nhớ mong. Chuông chùa buông xuống chiều hôm, ai đi xa cũng ngóng trông ngày về. Đường làng điện sáng thanh khuya, em thơ ca hát, mẹ già tàu kinh. Kính thưa các vị quý khách, các toàn thể nhân dân, không biết từ bao giờ những câu thơ ấy đã ghi sâu vào trong tiềm thức của người dân Dinh Quốc. Để mỗi khi xa quê, người dân làng lại cồn cào nỗi nhớ về làng xóm thân thương tươi đẹp, giống như bao làng quê Việt Nam ở vùng châu thổ sông Hồng. Đến với Dinh Quốc, ta sẽ bắt gặp nét nguyên sơ bình dị với cây đa giếng nước, mái đình được hình thành từ ba xóm hợp lại gồm Nghi Cốc, Phú Dinh và Lũng Trung. Trong đó có 135 hộ, gần 600 nhân khẩu, gần 10 chi dòng tộc sống quần tụ đoàn kết đầm ấm bên nhau. Dù là thân nhỏ nhưng Dinh Quốc đã xây dựng được một quần thể văn hóa tâm linh khá đầy đủ. Đình thờ Thành Hoàng uy cường tán quốc, tá thánh Linh Thông Đại Vương, ông là người có công giúp vua Đinh đánh giặc khi Thái Bình, về lập ấp khai mở đất đai thành vùng quê chủ phú. Khi mất được nhân dân tôn thờ tại đình làng, được phong thánh vào năm 1740 đời vua Lê Anh Tông. Đình làng Dinh Quốc được nhà nước phong kiến có sắc phong dưới thời vua Khải Định 1915-1926. Hàng năm nhân dân tổ chức lễ hội vào mùa xuân để tưởng nhớ công ơn trên tổ với các vị thần hoàng và cầu mong mưa thuận gió hòa. Dinh Quốc cũng có một ngôi chùa cổ thờ Phật nằm sát con sông Nguyệt Đức chảy dọc huyện Văn Lâm. Vật liệu chủ yếu là tre, gỗ, đồ thờ bài khí rất đơn sơ. Do biến chuyên của lịch sử và tác động của thời gian mưa nắng, công trình đã trải qua giai đoạn hoang phế lâu dài. Dấu tích còn lại là tấm bia đá và ngài Thái Quy hiện nay còn nằm ở ven sông. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhân dân trong thôn xây dựng ngôi chùa trên nền đình thờ đình làng cũ để lấy châu hương khói thờ tự và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, sống tốt đời đẹp đạo, mọi người đến yêu thương gắn bó và xây dựng xóm làng. Các công trình ấy không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng, mà còn là niềm tự hào của người dân về làng quê của mình, là điểm nhấn của một bức tranh quê như một cõi riêng khi nhớ về cội nguồn dòng tộc. Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, nhân dân Dinh Quốc thể hiện đậm nét bản sắc Việt Nam cần cù chịu khó, sáng tạo, sống có tình, có nghĩa tương thân tương ái, thủy chung đoàn kết xây dựng quê hương. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có lớp lớp thanh niên trai tráng lên đường tham gia kháng chiến cứu nước. Trong thời kỳ đổi mới,
nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động thi đua yêu nước và xây dựng đời sống mới, nhất là xây dựng nông thôn mới mà Đảng và Nhà nước phát động. 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, môi trường xanh sạch đẹp, chi bộ Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh. Thôn Dinh Quốc là một trong 5 thôn làm điểm về công tác dân vận của huyện ủy Văn Lâm, luôn được thực hiện tốt quy chế dân chủ và dẫn đầu trong xã trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Thưa các quý vị đại biểu, thưa các vị quý khách, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay thôn nhà long trọng tổ chức lễ khánh thành chùa, được các vị chủ tôn đức, các vị đại biểu khách quý, quý Phật tử gần xa hoan nỉ về dự lễ. Tôi xin được kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Chào giới thiệu Thượng tọa Thích Đồng Huệ, Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã mất chút thời gian về dự với đại lễ. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thầy. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Đại đức Thích Đình Truyền, chủ trì chùa Tân Tỉnh Hà Nam, cũng mất chút thời gian về dự. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây mời thầy Thích Thượng tọa Thích Đồng Huệ và thầy Đại đức Thích Đình Truyền lên tặng hoa cho buổi lễ. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thường, trưởng thôn, ông Nguyễn Quang Khải, đại diện chủ ủy lên nhận hoa. Trân trọng kính mời. Vâng, trân trọng cảm ơn. Nhưng đều được sự bảo hộ của pháp luật của Nhà nước và thông qua chính sách tôn giáo của Đảng. Thời gian vận đổi sau rời, chùa xưa cảnh cũ gieo phong tháng ngày, bây giờ cảnh cá đổi thay, chùa xưa giờ lại lộc đầy nắng mai. Được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên là một thuận duyên lớn, cho phép Dinh Quốc xây dựng trên ngôi chùa trên đất tôn giáo được quy hoạch từ trước. Kính bạch chư tôn đức, trong suốt quá trình trùng tu xây dựng chùa cho đến hôm nay, luôn được lòng thương tưởng của Thượng tọa Thích Đồng Huệ, chủ trì chùa Nôm quan tâm tư vấn. Trong đại lễ khánh thành này, được sư thầy hoan hỷ quan lâm về dự lễ, ban tổ chức đê đầu bái thỉnh cung thỉnh Thượng tọa Thích Đồng Huệ trở lại khán đài để ban đạo từ cho Phật tử chúng con được thấm nhuần mất pháp. Trân trọng kính mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa ông Nguyễn Văn Thủy, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm, kính thưa các quý vị lãnh đạo Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Lương Tài, kính thưa tất cả các quý vị lãnh đạo ở trong thôn Dinh Quốc, thành tâm kính chào toàn thể các cụ, các bác, các anh các chị, các bà con và phật tử xa gần trong buổi lễ vô cùng là trọng đại ngày hôm nay. Trước tiên vào phát biểu, thì xin được cầu nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát hộ pháp Long Thần, anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, hồn thiêng sông núi Việt Nam, độ trì cho đất nước Việt Nam của chúng ta được thịnh vượng, và đặc biệt là gia hộ cho tất cả lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Văn Lâm và lãnh đạo và toàn thể Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Lương Tài cùng tất cả nhân dân xã Lương Tài, đặc biệt thôn Dinh Quốc chúng ta ngày một phát triển giàu đẹp và mạnh khỏe. A Di Đà Phật. Nhưng để nói vui, một ngày hôm nay là ngày vui nhất của địa phương, chắc là chưa có ngày nào vui như ngày hôm nay. Cái thứ nhất là Phật thì gần dân, mà dân cũng được gần Phật. Mà trong đạo pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiến chương đầu tiên của giáo hội là đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Có nghĩa là gì? Đạo pháp nằm trong lòng dân tộc. Thưa mấy các quý ngài lãnh đạo các cấp cùng các cụ và nhân dân địa phương, các tăng ni Phật tử có mặt ở đây, mục đích của đạo Phật ra đời là muốn đem lại cái sự lợi lạc và an vui cho toàn thể dân tộc, chứ không phải là đạo Phật ra đời chỉ có một cái tín ngưỡng mà thôi. Mà đạo Phật ra đời, mặc dù ông Phật nằm ở bất kể nơi nào, một ngôi chùa được tu sửa hoặc được xây dựng
thì đều mang lại cái lợi ích cho nhân dân. Chính vì thế Phật mới ra đời. Mà chúng ta cũng thấy ở thế giới như Ấn Độ thì có một ngài Thái tử đi tu để thành Phật. Nhưng Việt Nam ta cũng không kém. Việt Nam ta thì có ngài Trần Nhân Tông đi tu trên Yên Tử để thành Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đấy là chúng ta thấy được cái mốc son lịch sử về Phật giáo rất là quý. Mà đặc biệt là Phật là gì? Phật là từ tâm. Giống như xây dựng ngôi chùa ở đây không bổ bán, nhưng ngôi chùa rất khang trang, rất đẹp. Đấy là do lòng dân. Nếu không có lòng dân thì không thành công được. Nên Đức Bác Anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta, ngài đã có câu rồi: khó mà trăm lần không dân cũng chịu, mà khó vạn lần dân liệu cũng xong. Một vạn lần mà dân chúng ta lo liệu thì cũng sẽ được xong. Nên Đảng, Chính phủ, Nhà nước Việt Nam chúng ta thường quan tâm đến tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Mà các ngài với các bác, các cụ ở đây chúng ta biết Phật giáo thì luôn đồng hành cùng dân tộc. Phật giáo lấy dân tộc làm trọng. Phật giáo không bao giờ tách rời khỏi dân tộc. Chính vì thế mà người dân chúng ta là cứ nói đến, mặc dù không đi chùa, nhưng khi gia đình có việc gì thì đều thắp nén hương, khấn nguyện tổ tiên, ông bà cha mẹ phù hộ cho bản thân mình, phù hộ cho con cháu mình. Trong đấy là Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là gì? Phật đã trong tâm chúng ta, không cần phải đến chùa cũng đã có Phật. Thế nên là Phật giáo nằm trong lòng dân tộc ở cái điểm đó. Nên các bác lãnh đạo ở huyện Bắc Thủy thì là người con quê hương, hiện nay đang là lãnh đạo của huyện. Tôi biết Bác Thủy từ thời còn làm chánh văn phòng cơ, lúc bác còn trẻ, bây giờ cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng làm cũng kinh qua rất nhiều giai nhiều công đoạn làm lãnh đạo ở trên huyện. Rồi các bác đây, bác Hợi, người các bác ở đây cũng là từ thời các bác còn trẻ, đến bây giờ biết nhau gần 20 năm rồi. Thế nên là bản thân ông Huệ ở tại Văn Lâm, ở tại chùa Nôm, ngày hôm nay là ngày 20 năm một ngày, ngày hôm qua là tròn 20 năm ạ. Thế nên là đã từng ở với nhân dân chúng ta rất nhiều, mà từ thời kỳ còn khó khăn. Đến bây giờ huyện ta phát triển rất đẹp. Huyện ta phát triển là do công sức của lãnh đạo, mà do đảng lãnh đạo, như do ý chí của toàn dân. Thế nên là dân ở huyện ta phát triển rất tốt. Mà đặc biệt lương tài cách đây 20 năm về trước thì rất nghèo khó, đường đi lối lại còn rất khó khăn. Ngày xa xưa ông Huệ đã từng đến đây để đi đổi từng cân mì cho nhân dân ở đây đấy ạ. Bán từ cái bánh mì, đổi từng cân mì ở đây. Dân lúc đấy chúng ta đi đường, tất cả dắt xe đạp, nếu trời mưa thì vừa đi vừa cậy bánh xe không đi nổi. Mà dân ta còn khó khăn, nhưng đến bây giờ dân ta rất phát triển. Mà người lương tài thì rất hiền lành. Người xã Việt Hưng, gọi là Tân Hưng ngày xưa, gọi là bây giờ là Lương Tài và Việt Hưng, thì thấy là lương tài chúng ta là người rất hiền lành. Đặc biệt mấy cái thôn xóm dưới này thì lại càng hiền lành và người rất chất phát. Nhưng chúng ta xây được ngôi chùa như thế này là đáng quý rồi. Để nói so ra thì chúng ta không cần phải so sánh là chỗ này chùa to hơn. Ví dụ chùa Nôm mà so với đây thì đây nhỏ hơn rất nhiều, đúng không? Thế nhưng không gì bằng lòng dân. Cái so sánh quan trọng nhất là lòng dân. Mà lòng dân của chúng ta đây rất là thịnh vượng, rất là lớn mạnh. Nên là giáo hội trung ương cũng vậy, mà giáo hội tỉnh cũng thế thôi. Giáo hội huyện Văn Lâm là rất ghi nhận tấm lòng của toàn thể nhân dân. Thưa mấy các cụ, các bác và lãnh đạo các cấp chính quyền, nhân dân toàn thể ở đây, đến bản thân cá nhân ông Huệ tham gia công tác giáo hội của Hưng Yên là 18 năm. Và tham gia công tác giáo hội của huyện Văn Lâm cũng 19 năm, bắt đầu từ ngày tái lập. Chưa tái lập mà huyện Mỹ Văn đã tham gia rồi. Đến khi tái lập xong, nhiệm kỳ này thì vì công việc của giáo hội trung ương rất nhiều nên không thể tham gia được nữa, của cơ địa phương được nữa, mà bắt buộc phải tham gia trên trung ương. Thế hiện nay thì ông Huệ đang là ủy viên hội đồng trung ương và là phó ban tài chính kinh tế Phật giáo trung ương, phó ban Phật giáo quốc tế của trung ương, thế nên là chủ tịch hội Phật giáo toàn châu Phi luôn, nên công việc thì vô cùng là bận. Vừa rồi rất xin lỗi các cụ các bác và lãnh đạo cấp cấp vì sao mà xuống muộn, vì vừa qua là có việc đột xuất, là có một ngài bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày vừa về trồng cây tại chùa Nôm, nên vì lý do đó mà không thể xuống kịp được, xuống muộn một chút. Rất mong các ngài lãnh đạo cao cấp cũng như các cụ và nhân dân chúng ta, các sư tôn đức tăng như đây hoan hỉ vì thời gian vì vậy mà xuống muộn, chứ không phải là vì công việc mà như thế này mà không xuống sớm.
nhưng rất mong tất cả chúng ta nhà Phật gọi là hoan hỷ, ngoài đời chúng ta gọi là thông cảm. Tôi thì tất cả vì công việc, nhưng bản thân cá nhân ông Huệ xuống được đến đây cũng là một tấm lòng rất chân thành, vì rất yêu kính các cụ, yêu quý mến nhân dân, mà yêu quý địa phương, lãnh đạo cao cấp ở đây. Vì mối thâm tình 20 năm rồi, có thể là sẽ kỷ niệm thêm 60 năm thì sao? Hiện nay mới kỷ niệm 20 năm, hy vọng là sẽ kỷ niệm 60 năm ở với địa phương, với nhân dân chúng ta. Thế nên nhân ngày hôm nay, tôi không biết nói gì hơn thì chỉ một lòng cầu trên bề ơn trên là Phật và Ngài Anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là tất cả hồn thiêng xuống núi Việt Nam, chư Thánh chư Thần đều gia hộ cho chúng ta, gia hộ cho các vị lãnh đạo các cấp, cũng như là tất cả nhân dân có mặt ở các vị có mặt ở đây, gia đình được mạnh khỏe, công việc tốt đẹp. Và hy vọng chúng ta làm nên ngôi chùa đã được xây dựng rồi thì chúng ta phải xây dựng chính là lòng dân, tất cả nhân dân đều một lòng hướng Phật. Mà hướng Phật là gì? Duy nhất chỉ có mỗi chữ thiện, đó là Phật. Ngoài chữ thiện ra không có Phật ở đâu đâu ạ. Tất cả chúng ta chỉ có một chữ thiện, đấy là tâm Phật. Mà đến chùa thì phải có tâm thiện, ở với nhân già, dân làng ở với nhau cũng phải có tâm thiện. Anh em họ hàng làng xóm muốn sum họp được với nhau cũng phải có chữ thiện. Bây giờ nhiều khi bố mẹ anh em chỉ có một phân đất hay một tấc đất thôi, nhưng mà chia lìa, tách khỏi, không có quan hệ nữa. Thế thử hỏi chúng ta sống để làm gì? Sống để mang lại cái tình, cái nghĩa, sống để mang lại cái mối đoàn kết dân tộc, chứ không phải là sống chỉ vì miếng cơm manh áo. Cơm ngày xưa đói cơ còn thèm, bây giờ ăn sợ nhiều sợ béo, không dám ăn nữa, mà chúng ta vẫn cứ tham. Thế thì tham để làm gì? Hơn không gì bằng là tấm lòng đoàn kết dân tộc, mà đoàn kết ngay trong xóm làng của chúng ta. Đấy là chúng ta đang bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta muốn bảo vệ Tổ quốc không cần phải đi đâu xa lạ, hay ngay tại địa phương, từ các cụ già, đặc biệt các cụ bên Phật tử, gọi là ở quê chúng ta cứ gọi là các vãi đấy ạ. Thế còn trong nhà Phật gọi là Phật tử. Tôi mong rằng các vãi hãy cố gắng đoàn kết, đi đến chùa đừng có tranh nhau phẩm hoàn to phẩm hoàn nhỏ, hãy cố gắng đoàn kết với nhau, đừng có tranh giành thiệt nọ việc kia. Đến chùa rồi, một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần, vậy chúng ta tranh để làm gì? Tam bảo Như Lai của ai phúc đấy, ai đóng góp sẽ được phúc, ai không đóng góp đương nhiên không có phúc, đó là đương nhiên, trồng cây nào ăn quả đấy. Thế chúng ta tranh giành để làm gì? Đấy là các cụ, các cấp lãnh đạo địa phương đây đã nhường nhịn, đã giúp đỡ, đã chịu rất nhiều những cái điều tiếng để mà giúp đỡ cho dân chúng ta có cái nơi thờ tự. Nhưng khi có rồi thì sao đây? Khi có rồi chúng ta lại tranh giành nhau từng quả chuối này, từng phẩm oản này, rồi lại từng lời nói kèn cựa nhau này, vậy có xứng đáng không? Không xứng đáng làm con Phật đâu. Thế nên là các cụ nhớ là các, nhất là các cụ đấy, các vãi, các Phật tử đấy, là chúng ta phải nhất một lòng, tâm một dạ, vì Phật, vì Tổ quốc, vì nhân dân. Như vậy là chúng ta đã thành công. Vậy thì bố mẹ đi chùa con cái mới có phúc. Thì bố mẹ đi chùa xong rồi mang điều nhiều điều tiếng thì con mình làm sao có phúc. Thế nên các cụ muốn con cháu các cụ có phúc, phải hết bệnh hoạn, rồi mai sau làm quan thì quan to, mà đi học thì học giỏi, buôn bán thì bán buôn bay bán đắt, thì nhất thiết các cụ phải hiền lành. Đấy, các cụ Phật tử phải hiền lành thì không có một tiếng gì hết, đương nhiên con mình sẽ phát triển. Ai cứ hiền lành chắc chắn con mình phát triển, cháu mình phát triển. Đời này học không giỏi, đời sau nhất thiết phải học giỏi. Chúng ta trồng cây nào ăn quả đấy mà. Thế bây giờ trồng cây cam được ăn cam, trồng cây bưởi được ăn bưởi, chứ không bao giờ trồng bưởi được ăn cam đâu. Thế nên là tất cả các Phật tử, các cụ ấy, nhớ là các Phật tử chúng ta đến chùa phải hết sức đoàn kết. Chỉ có đoàn kết là thành công. Đấy, đoàn kết thì lại đáp lại cái thiện tình của các bác lãnh đạo các cấp đã tạo điều kiện cho chúng ta được xây ngôi chùa, tạo điều kiện chúng ta có đất, có nơi, mà cái nơi tâm linh để chúng ta được đến lễ. Mà được đến lễ, mục đích đến chùa là cầu mát cho toàn dân, chứ không có cầu mát cho một mình gia đình nhà mình đâu, mà cầu mát cho toàn dân. Như vậy chúng ta cầu cho toàn dân mà dân làng thịnh vượng, nghiễm nhiên gia đình nhà ta sẽ thịnh vượng. Bây giờ một xóm mà giàu thì đương nhiên nhà thầy mà có nghèo chắc chắn mọi người sẽ mang đến giúp một người bát gạo. Nhưng cả xóm chúng ta nghèo thì không có gạo mà giúp. Thế nên là chỉ mong cho toàn dân được tốt đẹp thì chúng ta sẽ tốt đẹp. Đấy là tấm lòng của nhà Phật. Thì chúng ta xây chùa là như vậy đấy. Thế còn các bác lãnh đạo cũng vậy thôi, các ngài lãnh đạo các cấp cũng yên tâm. Nếu mà quan tâm đến công tác tôn giáo, quan tâm đến tâm linh của nhân dân, chắc nhân dân sẽ thắp nén hương cầu cho các bác được mát mẻ. Mà các bác mát mẻ, gia đình mát mẻ, công tác lại tốt thì lại có lộc, sức khỏe tốt không phải đến bệnh viện.
thế là đỡ tốn tiền rồi. Thứ hai là khi mà bầu cử dân cứ bầu 100%, thế là tốt rồi. Thế còn không, thế còn nếu như mà chúng ta không ủng hộ khi mà bầu xem dân thế nào, thôi ông ấy không ủng hộ dân mình đâu, thôi bầu kém yếu đi, thế là buồn lắm. Thế nên thôi tất cả đấy, hữu xạ tự nhiên hương, khi mà tất cả quả đất là xoay tròn. Chúng ta 100 năm trước thì ta chưa gặp, 100 năm sau biết gặp lại không, cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Đấy là câu châm ngôn nhà Phật. Thế chúng ta có thể cả nhân dân biết đến thầy, biết tiến lên đến thầy Huệ, biết tiếng đến ông Huệ, nhưng có thể gặp mặt chưa gặp, mà gặp ngoài đường chưa biết đấy là ông Huệ đâu. Nhưng ngày hôm nay có thể rất nhiều người lại biết đến ông Huệ, hôm nay mới nhìn tận mặt tận mắt, mai gặp ở ngoài đường là yên tâm rồi, ông Huệ không sợ ai. Nếu có bị làm sao thì thế nào dân Dinh Quốc cũng ra đó, thế nào Dinh Quốc cũng cho tiền để ăn quà. Đấy là hôm nay dân gặp rồi, nhưng mà chưa gặp thì không biết được, đúng không? Đấy là cái thiện tình, có thể là từ kiếp trước chúng ta đã gặp nhau rồi và mãi mãi chưa gặp, ngày hôm nay phải gặp nhau ở đây. Đó là cái duyên của nhà Phật. Nên qua cái duyên này, nhà chùa rất cầu mong, mà chắc chắn cái tâm huyết, tâm nguyện của nhà chùa thì Phật sẽ biết đấy ạ. Cầu mong cho dân chúng ta mạnh khỏe, cầu mong cho lãnh đạo các cấp tốt đẹp, cầu mong cho toàn dân chúng ta phát triển, cầu mong cho nhà nhà được no ấm hạnh phúc. Và hy vọng bắt đầu xây ngôi chùa sau ngày khánh thành này, đến mãi mãi về sau, dân chúng ta cầu gì sẽ thuận lợi đấy. Nhưng đương nhiên muốn được như vậy thì chúng ta phải thành tâm, chứ không phải là tự nhiên mà được đâu ạ. Chúng ta phải thành tâm, phải sạch cỏ đỏ hương, hương khói một ngày một, cứ ngày là phải cử người, chưa có sư trụ trì thì cử người ra để thắp nén hương, một ngày chỉ cần một lần thôi, nhưng quét dọn sạch sẽ, một bát nước trắng thôi cũng được, không cần phải mâm cao cỗ đầy, không cần phải hoa quả tươi nhiều, lãng phí tốn kém. Ông Phật có cần đâu, hoa quả toàn của Trung Quốc, mất ngon. Thế nên là chúng ta cứ những cái gì của dân, nấu bát gạo mới ấy, bát gạo cơm mới ấy, gặt được bát, cắt được ít lúa, có bát gạo mới, dân mang ra dân cúng ông Phật bát cơm, thế thôi, không cần nhiều. Thế rồi có cái củ khoai cũng luộc củ khoai ra cúng ông Phật, không cần phải cái gì cao cỗ đầy đâu, mâm cao cỗ đầy không cần. Thế nên ông Phật là gì, ông Phật cần tấm lòng của chúng ta, chỉ vậy thôi. Thế nên nhân dân chúng ta hãy cố gắng. Thế còn ở dưới đương tài có mấy sư thầy đấy, ở đây có thầy Nghiêm Liên này, rồi thầy Lý Luận Lý, đấy là những người mà chính bản thân ông Huệ đã ký cho về Văn Lâm ấy. Thế bây giờ thôi, ở dưới đương tài có mấy thầy, nhân dân chúng ta nếu có việc gì nhờ các quý thầy giúp đỡ, mà rất mong các quý thầy cũng tạo điều kiện để giúp đỡ cho dân. Đấy thì chúng ta đều có phúc, các thầy giúp dân, dân yêu quý các thầy, mai có đi xe máy hỏng xe dân dắt hộ. Thế mà đi giữa trời mưa, không có mưa dân người ta cho có mưa, không giúp hộ mai đi mưa người ta mặc kệ, thế là cảm chết, có thế thôi. Đấy là sự thật. Nên là rất mong thôi thì các thầy có mặt ở đây cũng rất mong các thầy quan tâm đến nhân dân. Còn nhân dân có việc gì cần đến ở trên chùa Nôm giúp đỡ thì bản thân cá nhân nhà chùa cũng sẵn lòng giúp đỡ để cho nhân dân được vui, được mạnh khỏe, được tốt đẹp. Thế thì thời gian không cho phép nhiều, làm mất thời gian của các cụ, các bác và nhân dân. Trước khi dừng lời, xin cầu nguyện thay mặt cho hẳn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả các cụ, các bác lãnh đạo các cấp cũng như các cụ có mặt ở đây và nhân dân chúng ta gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực. A Di Đà Phật ạ. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu thầy Thích Thanh Trung An, chùa Lương Phúc Bắc Ninh lên tặng buổi lễ một số quyển kinh và có một lời vài lời với lại buổi lễ chúng ta. Trân trọng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức và chư vị tăng ni. Dạ, con là Thích Trung An đến từ trường Lương Phúc, huyện Yên Phong. Hôm nay nhân dịp chùa mình có lễ các anh khánh thành chùa Phúc Lộc, con và Phật tử ở trên Hà Nội có một ít tịnh tài tịnh vật xin được cúng dường chùa và chúc quý vị đạo tràng và Phật tử có nơi tu tập và an lành. Dạ, con cảm ơn Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, xây chùa tôn tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương lên làm, ăn cũng hết, mặc cũng mòn, công đức tam bảo, phúc còn dài lâu.
để có được công trình tối hảo như ngày hôm nay. Bên cạnh nỗ lực của lãnh đạo thôn, các đoàn thể chính trị xã hội và của ban kiến thiết, thì quyết định thành công đó là sự công đức đóng góp hàng trăm hàng sản, tình tài tình vật của quý đồ Phật tử thiện tín gần xa và của nhân dân Trung Quốc. Xin được tri ân tình cảm bồ đề của tất cả quý khách. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, tuy công trình hôm nay đã cắt băng cánh thành, song một số hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện, nhất là bức tường bia để ghi nhận tấm lòng hảo tâm công đức của quý Phật tử vẫn chưa làm được. Hiện nay mới tạm có bảng ghi nhận công đức ở trong chùa để làm gương ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ mai sau. Kính mong sự hảo tâm của quý khách, không biết nói gì hơn, xin chúc quý vị đại biểu khách quý, các quý vị Phật tử gần xa luôn an lạc hạnh phúc. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Hào, trưởng ban quản lý di tích lên đáp từ tri ân quý Phật tử gần xa. Trân trọng kính mời. Kính thưa bạch chư tôn, thầy Thích Đồng Huệ đại diện cho hội Phật giáo huyện Văn Lâm và Trung ương. Kính thưa quý đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Lương Tài. Kính thưa quý đại diện cho các cơ quan hành chính. Kính thưa quý đại diện cho công ty cổ phần đầu tư thương mại, các doanh nghiệp tư nhân. Kính thưa các quý Phật tử, các gia đình, các thanh đồng đạo quan từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam xa xôi, các người con ưu tú của quê hương thôn Dinh Quốc, đi công tác xa trong và ngoài nước, các cô gái làng xuất giá đi lấy chồng, nghe được lời gọi tâm huyết của cán bộ và nhân dân thôn Dinh Quốc đã đem tâm về cửa Phật, phúc bán đường và ban kiến thiết xây dựng đình chùa làng để công đức bằng tiền mặt, bằng hiện vật, cùng với cán bộ và nhân dân thôn Dinh Quốc xây dựng và hoàn thành ngôi chùa Phúc Lộc Tự khang trang lộng lẫy để cung nghênh đức tượng Phật quý bằng gỗ miết sơn son tích vàng, những bức hoành phi câu đối viết bằng chữ Hán Nôm. Đức Phật đã dạy chúng ta là người luôn giữ trọn lâm chữ nhân nghĩa lễ chí tín, đứng trước lô nhang thắp nén hương thơm, dâng đôi ngọn nến hồng tỏa ánh hào quang của những cây đèn điện ngũ sắc, chắp tay kính Đức Phật như Đức Phật đã phù cho chúng ta được an bình trong cuộc sống. Mong ước ấy của các Phật tử, của nhân dân và cán bộ thôn Dinh Quốc đã từ lâu hôm nay đây đã hoàn thành và thi thất. Đề nghị toàn thể hội nghị chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh. Xin cảm ơn tất cả các vị quý khách quý. Kính thưa các vị quý khách, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, ngôi chùa Dinh Quốc xa xưa hướng Nam, cửa trước cửa có dòng sông xanh rạc đốt làm lại mái tranh, cầu tre nho nhỏ thanh thanh giữa dòng, bốn mùa xuân hạ thu đông, người qua người lại qua sông vào chùa, chuông ngân mõ điều điểm sớm trưa quyện cùng hương nến lắng mưa bốn mùa. Trước cửa có ao lá cờ in bao dấu tích ngày giờ lập công, đưa bao cán bộ qua sông, thù trong ta diệt, ngoại xâm ta trừ. Thế thời thời thế đổi thay, chùa Dinh giặc đốt đổi thay về đình, nhân dân cán bộ nhiệt tình thuê người đất tượng tô hình Như Lai. Ba phu tăng thế cao đài, tả ban nước Chúa ngài ngồi một bên, hữu ban tả Đức Thánh Hiền là Đức Thánh Hiền, bên ngoài đệ nhất gia tiên tóc bồi, hạ ban ngũ hổ năm ông khi thầy ra lệnh chấn đông dẹp đoài, ban vong địa tạng bên ngoài lên hương thầy thỉnh, thầy mời nghe kinh. Chùa lâu rột lát tượng hình, tuần rằm mùng một tụng kinh cầu hiền, lo cho Phật tử đầu tiên ngói rơi mưa rột cầu hiền hóa oan, cán bộ nhân dân họp bàn xây chùa làm mới muôn vàn khó khăn, dân nghèo tiền ít khó hoàn thành, đặt ra phương hướng phải 2 năm. Hỡi các Phật tử, hỡi toàn dân, già trẻ trai gái ở xa gần, ai sinh ra ở làng này đem tâm công đức dựng xây chùa đình làng, đi đâu cũng một thời gian, về già cũng phải về làng nghỉ ngơi. Hỡi các Phật tử tuy xa lạ, kính Phật trọng chúng như chùa nhà, tu tâm tu đức tu chính ta, đem tâm công đức như nhà của ta,
tam quy ngũ giới chẳng xa, để cho con cháu thăng hoa hưởng tài, Phật cho tài lộc lâu dài, gia đình hạnh phúc ngày mai huy hoàng, Phật cho sức khỏe dẻo dai, học tập công tác hiền tài tâm trong. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, đại diện cho ban quản lý đình chùa làng, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu khách quý từ muôn phương và toàn dân, toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Dinh Quốc đã không tiếc thời giờ vàng ngọc đem tâm về dự lễ cắt băng khánh thành ngôi chùa Phúc Lộc Thọ thôn Dinh Quốc hôm nay. Kính chúc toàn thể các quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, toàn dân đoàn kết. Chúc buổi lễ cắt băng khánh thành chùa Phúc Lộc Thọ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng, những giây phút vừa qua đạo tràng chúng ta đã trải qua những cảm xúc đầy ý nghĩa, qua đó chúng ta thấy rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của giá trị công trình. Đây là tài sản vô giá, tiếp tục kế thừa và phát huy giá trị đạo đức cho con cháu muôn đời sau, từ đó càng trân trọng những tấm lòng tình cảm lớp lớp của nhân dân quê hương ta. Trước sự hoan hỉ của chư tôn thiền đức, sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên cùng toàn thể đạo tràng, ban tổ chức một lần nữa tri ân công đức của quý vị chư tôn thiền đức đã dành cho ban tổ chức sự ưu ái đặc biệt. Sự hiện diện của đạo từ quý thầy là món quà vô giá dành cho ban tổ chức Phật tử chúng con. Trân trọng cảm ơn quý tín đồ Phật tử gần xa đã bớt chút thời gian vàng ngọc về hoan nghỉ về dự lễ, lại có những nhận lãng hoa phần quà cùng những lời phát biểu động viên thể hiện sự quan tâm tới ngôi chùa Dinh Quốc nói riêng và Phật giáo nói chung. Ban tổ chức thành kính tri ân chư tôn thiền đức tăng ni, kính chúc quý ngài thân tâm thường lạc, mãi mãi là ngọn hải đăng dẫn nước cho chúng con trên con đường tu học. Kính chúc quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng mạnh khỏe hạnh phúc. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trong suốt thời gian diễn ra đại lễ, ban tổ chức luôn cố gắng làm tốt các phần việc, song chắc chắn không tránh khỏi sơ suất. Ngưỡng mong quý thầy, quý khách cùng Phật tử hoan hỷ lượng thứ cho. Ban tổ chức, những gì ban tổ chức còn không biết, xin một tràng pháo tay để kết thúc phần thứ nhất của đại lễ hôm nay. Phần thứ hai, cắt băng khánh thành. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị, phần hai của đại lễ chỉ diễn ra trong khung thời gian cực ngắn, nhưng đây là thời khắc vô cùng quan trọng để đưa ngôi chùa Phúc Lộc bước sang một trang mới trong quá trình hình thành và phát triển. Xin được giới thiệu nghi lễ cắt băng khánh thành. Sau đây xin tuyên đọc danh sách chư tôn đức cùng quý vị đại biểu thực hiện nghi lễ. Xin cung tỉnh thượng tọa Thích Đồng Huệ. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch Ủy ban nhân xã. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Tư Vinh, bí thư chi bộ thôn. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng ban công tác mặt trận. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thường, trưởng ban kiến thiết. Trân trọng kính mời cụ Nguyễn Trọng Lưu, người đồng thổ Đàn Nóc. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Tâm, trưởng hội chùa. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Cát Quát, đại diện dạ Phật tử công đức. Xin mời trân trọng kính mời chư vị có tên trên hiện diện trước khăn này để thực hiện nghi lễ. Vào.
trong những cái không khí lễ hội của ngày Tết như thế thì chúng ta ở trong mỗi nhà có một cái đĩa mà có những cái bài hát dân ca như thế này, thì chúng ta lại sống trở lại với cái gì gọi là cội nguồn nhất của dân tộc Việt Nam. Cũng nhân dịp mà đầu xuân năm mới thì cũng không biết chúc gì hơn, xin chúc cho tất cả mọi người đón một năm mới thật dồi dào, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Hãy subscribe.